Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục về thêm đây là cái bát 18 TNX4000. Đấy, con này thì rất nhiều video review rồi. Ok, bóc đi. Và đây là cái bát vừa nãy anh em đã bóc sẵn ra rồi. Bát này là 14 lỗ các bác nhá. 18 TNX4000, công suất khởi chạy là 1000W. Công suất chương trình là 2000W. Công suất đỉnh điểm là 4000W. Sản xuất theo form thiết kế của thương hiệu là Precision Drive, thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc, và cái này là hàng Trung Quốc, làm theo phiên bản 11. Đấy, ok, quả này là trọng lượng là 19 kg. Bây giờ là mời thanh niên sức dài vai đậu rộng để cùng bê lên cho các bác cùng xem nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy một tay của thanh niên, úi dồi ôi, rất nặng, 19 kg các bác nhá. 19 kg trên một kiện loa bát như thế này. Đấy, bát Precision Drive, làm theo form thiết kế của Precision Anh Quốc. Và sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc. Giá một cặp bát này hiện tại bên em đang bán là 5.500.000 đồng. Ở dự án sắp tới sẽ có và demo cho các bác là combo một thùng xúc theo mẫu tiêu chuẩn của Precision. Đấy các bác nhá, thành viên cả một đôi đây. Thì bây giờ em sẽ quay ké cho các bác nữa là cái sản lượng em bán cái loại này mà nắp vào nguyên thùng thì nó rất là ít, và em sẽ quay chứng minh cho các bác đây. Và chủ yếu là cái loại 3000 này bán rất là nhiều. Như các bác nhìn là các cái thùng này 18 tiền là với cái 3000 này, khối lượng thùng nó cao này, nhìn cái cỡ này thấy không? Đây là nhá, một đôi này, hai đôi này, đấy, ba đôi này, bốn đôi này, năm đôi này, đấy, năm đôi góc này nhá, các bác nhìn trong góc này nữa này, sáu đôi này, bảy đôi này, tám đôi này, 9 đôi này. Đấy, tổng cộng nhà là 9 đôi bao bì thùng đựng của 18 TNWK 3000. Tức là các bác đấy là cái doanh số mà em bán cái loại xúc kép. Cấu hình lắp trên cái thân thùng là năm 2002 và sử dụng bát là 3000, rất là nhiều. Còn cái bát này nó chậm cách dã man luôn, chậm kinh khủng luôn. Như cặp này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 5.500.000 đồng, là phù hợp cho các bác làm nay sau sự kiện tiệc cưới, vừa vừa nhỏ nhỏ, thích thử từ to côn lớn, yêu cầu dòng tải nặng thì là hãy dùng con này. Con này là bát 18 inch, gọi là 50 thôi nhưng thật ra đo được có 44 hay 46 thôi, 46 thôi. Cả viền này giỏi đến 48, gọi là gần 50 cạnh viền này. Con này là xương 12 cạnh nhá. Đấy. 12 cạnh, gọi là 12 cạnh. 14 lỗ ốc. 8 lỗ trong, 7 8 lỗ trong và 6 lỗ ngoài, 14 lỗ ốc. Từ 28 của 125. Cái nắp chắn bụng của nó rất là to. Bát này thì em bán rất là nhiều rồi và cũng chưa gặp cái bát nào có tình trạng gọi là lỗi mà bảo hành cả. Thì em sẽ úp một chiếc xuống nhá. Con này là trọng lượng nguyên kiện là 19 kg, rất là nặng. Còn cái mẫu 2 côn trăm, hai thằng côn kia thì nó chỉ có vào 12 kg thôi. Đây, con này từ 28 côn trăm 125. Dây quấn rất là to. Đấy. Mình gọi là 10 cái loại này là 19 kg, từ 28 côn 125, gọi là côn 125 thôi. Nhưng nếu mà bóc được ra và đo cái côn ấy thì nó lại hơi khác một tí. Mình gọi là theo tỷ lệ thôi mà. Đấy. Thì ví dụ các bác đấy thì nó sẽ có nguyên kiện này, thùng bao bì này, có ni lông này, có vành tròn giữa này, nắp đậy này. Tức là nguyên kiện này em sẽ đóng một kiện một, một kiện một. Chứ em không dồn phát hai cái như là cái con 3000 kia. 3000 thì tổng cộng là có 28 hay 9 cân cả bìa, cả đóng thêm đắp bìa ngoài nữa. Còn như cái kiện này thì nó đã vào 22 cân rồi. 21 hay 22 cân rồi. Trên một kiện này nếu như một đôi này mà đóng vào như thế thì nó vào 40 cân. Rất là khó để mà vận chuyển nên là không sẽ không đóng theo đôi mà đóng theo đơn này, từng kiện một, từng kiện một. Thế đây các bác nhá, 18 TNX4000 Quistepass. Tức là đã được kiểm định. Hàng này thì nói luôn các bác là hàng sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải để các bác bóc phốt nữa. Hàng này nói luôn là hàng sản xuất tại Trung Quốc và sản xuất theo tiêu chuẩn công bố của Precision đến từ Anh Quốc. Đấy, Precision Drive. Nếu như các bác nào quan tâm đến cái mẫu thùng để chuyên dùng nắp cho cái củ nó bát này thì kính mời các bác nhòm sang đây một tí. Đấy, các bác nhìn thấy gì chưa? Một chiếc thùng xốp đơn. Đấy, có hai cửa lỗ thoát hơi. Đấy. Thì mẫu đó thì em đang chuẩn bị nắp cái mẫu bát này vào và sắp tới sẽ nắp vào, sẽ nó bắt đầu lên nhạc test thử, mà các bác cùng nghe nhé. Và như cấu hình này nên như thế thì các bác có thể chơi được một sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ, hoặc
và các bác để trong cái khu vực gọi là sân hội trường hoặc sân vận động xã, chỉ một cặp thôi nhé, một cặp thôi, nó đánh như một cặp xúc ép. Đấy, một cặp đó như một cặp xúc ép. Hiện tại thùng thì bên em chưa có báo giá chi tiết nhé. Thùng đó thì các bác quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em sẽ chưa báo giá vội đâu. Đấy, thùng đó thì nếu như cả thùng cả bát thì em bán là 9.500.000 đồng cả thùng cả bát. Còn nếu như các bác mua thùng không thôi thì em chưa bán đâu. Thùng còn đang nghiên cứu để sắp tới là sẽ nâng cấp lên. Bởi vì thùng như hiện tại đang khoe với các bác kia là quên không bảo anh em thợ là quét đục lỗ để mình luồn cái tay sách vào. Bây giờ là không có chỗ nào để gọi là nắp tay sách cả. Điểm trừ hơi nặng nề. Nên là đôi thùng mẫu đầu tiên thì em sẽ gọi là hàng demo giới thiệu thôi. Còn đôi thứ hai, thứ ba, thứ tư thì em sẽ có đục lỗ tay sách rồi là thương mại phổ thông cho các bác. Tức là nguyên combo cấu hình đầu tiên demo cho các bác là 9.500.000. Còn nếu như lô thứ hai ra sẽ có tay sách rồi nó có lỗ cọc các cái thì nó sẽ đắt tiền hơn. Tuy nhiên nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và em sẽ hẹn các bác trong clip lần sau và đánh test thử nhé. Hôm nay báo cáo các bác là có hàng về và khoe với các bác là cái chương trình hiện tại em đang có như thế. Để các bác biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như các bác cần cái gì trong thời gian sắp tới này. Đấy, thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đây các bác nhìn này, 19 cầu gà mọi người. Cả nguyên đang nguyên kiện 21 hay 2 cân đấy.